Vườn Hùng Anh CZ xin kính chào các bạn nha. Xin chào các bạn. Hôm nay Vườn Hùng Anh CZ đang xử lý một cái cây hoa hồng bạch nhưng cánh nó lại phớt hồng thế này các bạn này. Đó, bạn có thể cho các bạn tôi nhìn này. Vậy thì cái cây hồng này khi hoa nó mới nở đấy thì nó nho nhỏ thôi các bạn nha. Chẳng hạn như là những cái bông nó nho nhỏ thế này các bạn này. Sau khi nó nở rộ lên thì cánh nó màu hồng như này các bạn nha. Đó. Và một câu chuyện nào năm ngoái vườn của anh CZ nói là cải tạo gốc cây hồng thì chính là cây này. Vậy lúc này hoa nó vẫn còn đang non các bạn nha. Chứ mấy hôm nữa toàn bộ tuần nữa thôi là hoa nó to ra. Rồi nó rực màu hồng lên các bạn, cực kỳ đẹp. Nhưng bây giờ một bông một cành hoa như này là hoa hồng chùm các bạn này. Đây là cây hoa hồng thân gỗ và là cây hoa hồng bông chùm, mỗi một cành ra có thể đến một hai chục cái nụ và có khi nở tới một hai chục bông hoa trên một cành. Và vì như thế các bạn nhìn nha, cái bông hoa hồng này ở giữa thì non nhưng vườn của anh CZ vẫn phải cắt. Đó các bạn này, tại sao cắt? Có nhiều lý do các bạn nha. Một, có thể thiếu nước cho cây ăn cho nên cây nó cũng không kịp nuôi một cành hai ba chục bông hoa, và bông hoa tuy non nó hỏng vẫn cắt. Hai là một cái cây thân gỗ mà là cây bụi như thế này, thân bụi như này và mỗi một cành vài chục bông hoa như này thì nước cho đủ thì có thể thiếu thức ăn, có nghĩa là phân dưỡng chất. Nếu phân cho đủ mà nắng nhiều quá nó cũng táp các bạn, và mưa nhiều quá nó cũng hỏng. Vì như thế cho nên vườn mình sẽ cắt, cắt những cái bông hỏng trong cái chùm đi hoặc là chưa hỏng để cây nó có đủ dưỡng chất để nuôi những cái bông khác, cành khác. Và bây giờ vườn CZ bắt đầu tiến hành thì sẽ cắt đi nhiều. Và các bạn có thể tham qua cái cây này, bạn cho các bạn tôi tham qua cái cây này. Rồi vườn của CZ sẽ kể một câu chuyện ngắn cho các bạn thôi. Đó, bạn có cho bạn tôi tham qua. Đó, các bạn nhìn cái cây này nha. Vậy thì cái cây này một cành của nó các bạn này rất nhiều nụ và một cành của nó rất là nhiều bông như thế này. Đó các bạn nha. Và nếu vườn của anh CZ mà quay cái video này vào một tuần tới hoặc 10 ngày tới thì tất cả những cái bông hoa này nó hồng rực hết ra đấy các bạn ạ. Đó. Mới đầu ra là một bông hoa màu trắng các bạn nhìn nhé, bông hoa cánh kép xếp từ trong ra ngoài rất đầy đặn. Nó phải, nếu mà tính cánh từ trong ra ngoài nó không phải là 35 cánh, có khi nhiều hơn số đấy. Và với một cái lượng cây to như này các bạn này thì cái cây này vườn của anh CZ nghĩ là nó phải lên đến nhiều trăm bông có phải không các bạn? Đấy, các bạn có thể tự đếm nha. Kể cả những cái nụ này nó hỏng các bạn này, vì nó nắng quá, đúng cái tuần đấy hay nó mưa quá thì cũng cắt các bạn nha. Đó, nụ này các bạn này, nụ vườn hoa anh CZ vẫn cắt nha. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm trong một cái cây hồng thân bụi và có quá nhiều hoa như này. Và nếu những cái nụ như này nó hỏng, mặc dù nó rất là non, nhỏ thì chúng ta cũng cắt để cây nó có đủ lượng dưỡng chất mang lên để nuôi cành và lá và hoa các bạn nha. Đó là nước, thức ăn thì là chúng ta cắt hết. Vậy thì nếu như các bạn thấy mà nó không hỏng các bạn cắt có được không? Như vườn CZ kia chia sẻ trong câu chuyện C48, vậy nếu một cái cây hồng mà nó lên vài trăm bông, thậm chí nói nó hơi quá, nếu tính cả bông cả nụ có khi nó 500-700 hàng nghìn, nghìn nụ và bông thì nó nặng quá hoặc nó không nuôi được đủ. Nếu các bạn cảm giác mình chăm sóc nó không đủ được dưỡng chất cho cái cây đấy thì các bạn có thể cắt kể cả những hoa đẹp, cắt bớt đi cũng được. Giống như vườn mình CZ đang làm đây. Đó, nụ rất đẹp này. Đó, vẫn cắt. Đó, tại sao lại cắt? Cắt là để nuôi những cái, bây giờ vườn mình CZ sẽ làm dần và chia sẻ câu chuyện ngắn với các bạn. Đó. Bạn có thể vòng một phát sang bên kia, không sao đâu, bạn cứ đi đi. Kệ nó. Nhiều lắm, hôm nay nếu vườn CZ cắt cây này thì dọn cây này phải tầm nửa tiếng. Bạn cứ đi thật bình tĩnh không sao đâu. Các bạn tôi chờ không sao đâu. Đó. Các bạn tôi phải được nhìn xung quanh cái cây hoa hồng này các bạn mới cảm nhận cái độ đẹp của nó. Còn nếu bạn nào mà thích xem hoa thật to mà nó hồng rực thì các bạn xem vào dịp của cái câu chuyện mùa thu năm ngoái vườn CZ dọn gốc cây hồng này đấy các bạn ạ. Đó các bạn nhìn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ui giời, nhiều lắm. Mỗi cành nhiều lắm các bạn ạ. Đó, hoa nó cứ kĩu kịt như này.
Đó, cái này không cắt thì nó cũng rơi ra. Đó. Không cắt thì nó cũng rơi ra. Vậy thì tất cả những cái bông ấy mà nó chuẩn bị hỏng, sắp hỏng thì vườn hoa anh sẽ thường đi dọn các cái cây hồng của mình, mà những cái cây hồng mà nó là cây hồng thân bụi và cành thì lại là cành hoa chùm như thế này. Thì là vườn hoa anh CZ hàng năm chăm sóc vườn hồng, vườn anh CZ làm như thế các bạn nha. Đấy. Vậy nếu muốn để một cái cây hồng mà hoa nó đẹp, nó sai hoa sai nụ như này, thì không có cách nào khác là chúng ta chăm sóc nó đúng thời kỳ các bạn ạ. Câu chuyện vườn hoa anh CZ chia sẻ các bạn ở trên kênh YouTube Vườn Hoa Anh, và là vườn hoa anh nằm ở nước ôn đới lạnh, cho nên thời tiết mùa hè bên đây khá thuận lợi cho việc chăm sóc cây và hoa, và là nhất là những cây hoa hồng và nhiều loài cây khác ở dịp hè, vì thời tiết khá mát mẻ các bạn nha, 23 25 độ C hoặc 20 25 độ C, khá mát mẻ rất là đẹp. Nhưng mà mùa đông ở châu Âu thì thưa với các bạn luôn, rất là khắc nghiệt các bạn nha, độ lạnh kéo dài 6 tháng và có khoảng 1-2 tháng âm tới vài chục độ C, thì bảo vệ cây ở vườn như này cũng khó các bạn ạ, mặc dù là loài cây sống ở vùng ôn đới lạnh. Chứ còn nếu mà cây mới trồng được 1-2 3 năm tuổi thì trồng ở vườn như này bảo vệ cũng cực kỳ khó nếu không đúng cách. Tiếp theo nữa là những cây mà nếu mà trồng ở trong chậu, như vườn của anh CZ đang trồng trong những cái chậu đấy, để sống qua mùa đông 6 tháng mùa đông và 2 3 tháng âm một vài chục độ C thì cực kỳ khó các bạn. Nhưng mà mùa hè thì lại có cái thuận lợi là được 2 3 tháng nó lại rất đẹp. Đấy, thời tiết cực kỳ thuận lợi, mát mẻ, cho nên cây và hoa nó đẹp. Vậy để một cái cây hồng mà nó to như này các bạn này, nó sai nụ sai hoa như này, thì vườn anh CZ hàng năm cứ cắt các cái cành hồng đi vào dịp cuối thu. Cuối thu ở vùng ôn đới lạnh được hiểu là vào khoảng cuối tháng 10, đấy, trung tuần tháng 11 dương lịch, thì là cắt hết cành lá. Độ cao mỗi một cây vườn anh CZ để lại khoảng 4-50 phân thôi. Và các bạn đã xem nhiều câu chuyện trên video của vườn hoa anh. Nhưng vườn hoa anh CZ vẫn khuyến khích các bạn là nếu các bạn cẩn thận thì còn một dịp nữa để cắt là cuối tháng 2, đầu tháng 3. Có nghĩa là khi hết băng giá tuyết. Đấy, chưa hẳn là hết mùa đông nhưng hết băng giá tuyết và chớm vào đầu xuân. Đầu xuân được hiểu là khoảng 15 đến 20 tháng 3 dương lịch hàng năm. Thì các bạn cắt hết cành lá đi vào dịp cuối tháng 2, đầu tháng 3. Mà muộn nhất là đến khoảng mùng 10, mùng 10 đến 15 tháng 3 là các bạn cắt hết cành lá đi. Và chỉ để lại khoảng 4-50 phân thôi cho mỗi một cây, nếu không phải là cây hoa hồng thân leo, hoặc là các bạn không muốn cái cây nó thật là cao. Riêng vườn Hồng Anh CZ thì trong cái vườn hồng mới này cũng trồng nhiều chủng gốc hồng, 3-4 chủng gốc hồng. Và vườn hồng cũ mà các bạn vẫn xem cho câu chuyện C48, C30, C90, C57 ấy, thì vườn anh CZ trồng cũng ở đấy cũng nhiều chủng gốc cây hoa hồng. Và cứ đến tháng cuối tháng 10 đầu tháng 11 hàng năm là vườn anh CZ cắt. Thì cái việc cắt cành lá đấy chính là cái việc thúc đẩy cho sang năm cành lá nó khỏe hơn, chắc chắn hơn. Đấy. Lá nó khỏe hơn và nụ hoa sai hơn. Còn nếu các bạn nào không cắt được vào dịp đấy thì cắt vào dịp đầu xuân. Đầu xuân được hiểu là cuối tháng 2 đầu tháng 3 dương lịch hàng năm. Nhưng mà câu chuyện vừa anh CZ chia sẻ là ở vùng ôn đới lạnh, có là xứ lạnh. Còn nếu câu chuyện vừa anh CZ chia sẻ mà ở vùng nhiệt đới, chưa chắc các bạn đã áp dụng được, mà các bạn phải tham khảo xong nghiên cứu. Lý do là ở vùng nhiệt đới thì lại từ tháng 4 cho đến tháng 9, hoặc là cuối tháng 4 cho đến tháng 9 dương lịch hàng năm thì cực kỳ nóng. Cho nên nhiều bạn đã lái cây hoa hồng của mình sang cái dịp là chăm sóc từ tháng 9 cho đến tháng 3 hàng năm, cũng được 6 tháng. Nhưng mà vào dịp mùa đông của Việt Nam và mùa xuân của Việt Nam thì nó mát. Đấy, các bạn lái cái cây của mình, điều chỉnh cái cây của mình để cho nó ra hoa đấy, vào cái dịp đấy. Còn dịp hè thì nó nóng quá, có chăm thì nó cũng được vài bông hoa mà nó lại cháy nó tát. Đấy, thì các bạn điều chỉnh cái cây như thế. Tiếp theo nữa thì sau khi đầu xuân các bạn cắt cành lá xong, hoặc là vào dịp cuối thu. Cuối thu như vườn anh CZ vẫn làm, chia sẻ các bạn câu chuyện C90 chẳng hạn và một số các câu chuyện khác. Đấy. Thì ngay từ lúc đầu tháng 3 các bạn nha, là mình cây chưa lên nụ, lên cành, lên lá gì cả, chưa có mầm, có lá gì cả, thì mình phải bón cho nó một đợt bón thúc các bạn nha, bón phân. Mà phân đấy cụ thể là phân hữu cơ các bạn ạ. Các bạn có thể bón phân vi sinh tổng hợp. Đấy, có nghĩa là có nhiều nguồn gốc từ hữu cơ và một phần là vô cơ. Nhưng mà riêng vườn hoa anh CZ thì thường bón phân vi sinh tổng hợp hữu cơ 100% các bạn ạ, vào dịp tháng 3 để dưỡng cây sau khi 6 tháng mùa đông nó băng giá nó lạnh, để nuôi cái cây đã. Sau đó đến cuối tháng 4 đầu tháng 5 bắt đầu cây đâm chồi nảy lộc, lên lá, lên cành xanh tươi, chuẩn bị chúm chím có nụ, thì vườn anh CZ bón cho nó một lần nữa.
Thế và vào lúc dịp hoa như này, vào tháng 7, tháng 8 thì vườn mình sẽ bón cho một lần nữa để cây có đủ dưỡng chất nuôi hoa, nuôi lá và cho cây khỏe chống sâu bệnh. Thì cắt cành lá cho cây hoa hồng thân gỗ hàng năm rất quan trọng, phải đúng dịp. Một là ở châu Âu thì là cuối thu, những nước ôn đới lạnh. Hai là muộn nhất là vào dịp cuối tháng 2 đầu tháng 3. Ba là chăm phân thì phải chăm đúng dịp. Thì chăm đúng dịp thì chăm vào dịp nào thì ngay như là đầu xuân là phải chăm ngay là tháng 3. Sau đó đến cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì ở châu Âu bắt đầu cây nó đâm chồi nảy lộc thì phải cho nó ăn đợt nữa. Và trong lúc mùa hoa tháng 7 tháng 8 cho nó ăn đợt nữa, khoảng 3 đợt. Vườn hoa anh thường thì dùng phân hữu cơ truyền thống. Đấy, hoặc là phân hữu cơ vi sinh 100% bio. Thì đợt tháng 3 là dùng phân hữu cơ 100%. Xong đến đợt tháng 4 tháng 5 như này thì dùng phân vi sinh tổng hợp, có nghĩa là có nhiều hàm lượng của hữu cơ và có một phần hàm lượng của vô cơ. Xong đến tháng 7 tháng 8 thì lại dùng cả hữu cơ và vô cơ. 3 đợt cho những cây hoa hồng thân gỗ. Vậy thì lá của cây vườn quanh CZ hàng năm nó rất là xanh, thẫm, khỏe mạnh. Hoa rất là đông, sai. Thế còn sau một đợt hoa, có những cái cây nó hết chu kỳ hoa thì vườn quanh CZ cắt sạch toàn bộ hoa đi. Đấy, và đợi để nó ra đợt sau. Kể cả nó còn những cái hoa lác đác, vườn quanh CZ cũng cắt hết. Cắt sạch đi để nuôi cho đợt hoa mới, nụ mới. Đấy, thì đấy là cái cách chăm sóc. Thế còn nước, nước thì các bạn biết rồi, nếu nó khô ấy, thì cây hoa hồng nó rất ăn nước các bạn ạ. Ăn nước lắm, nhưng mà nhiều khi chúng ta tưới thì lại tưới non tay. Đấy, nó cực kỳ ăn nước các bạn. Nếu những ngày nắng ấy, có khi ngày nào cũng phải tưới. Ngày nào cũng phải tưới. Đó. Và bây giờ tôi sẽ xử lý sang đến hàng bên đây. Đấy, chia sẻ các bạn tôi câu chuyện ngắn này là hôm nay để các bạn nắm được qua một chút và thăm qua cái cây hồng này. Đấy. Vậy thì trong câu chuyện về hồng, vườn Hùng Anh CZ đã chia sẻ với các bạn khá nhiều câu chuyện rất là kỹ. Và cái cách mà vườn Hùng Anh CZ chia sẻ thì nó phù hợp với tùy từng bạn. Và ở tùy từng loại thời tiết, ở ôn đới lạnh thì có thể phù hợp với kênh của vườn Hùng Anh. Nhưng mà tuy là phù hợp với kênh vườn Hùng Anh nhưng mà nhiều câu chuyện các bạn chưa áp dụng được thì mong các bạn thông cảm. Cách chia sẻ của vườn Hùng Anh CZ thì nó lúc nào cũng rất là chân thành. Đấy, hôm nay là phần chính là khoe cây hồng bạch. Nhưng mà là bạch hồng các bạn này. Đấy. Trong trắng ngoài phớt hồng. Đó là những cái cây hoa mà hôm nay chia sẻ các bạn là những bông hoa rất là đẹp. Và là cây thân bụi, cành, chùm, bông rất là nhiều. Có thể lên đến cái cây này xung quanh các bạn đã nhìn. Có khi lên đến vài trăm bông, thậm chí 500-700 bông có cho một cái cây này có phải không các bạn? Đấy. Thì vườn quanh CZ thường thì làm như thế này. Đấy. Hôm tuần trước thì vườn anh CZ là làm có khi phải đến đầy một xô này các bạn, cả nụ và hoa. Mặc dù là hoa nó chưa già, đợt này là đợt mới. Đấy. Thế nhưng mà vì là nó nắng quá các bạn, nó táp hết. Thế là vườn anh CZ phải xử lý hôm vừa rồi. Đấy. Thế đến hôm nay thì là muốn khoe với các bạn một chút. Thế còn chờ thêm một tuần hoặc 10 ngày nữa thì là cả cái cây này nó hồng rực hết lên các bạn. Nhưng mà nó vẫn còn lại màu trắng các bạn nha. Nó hồng rực lên như này thôi. Đấy. Nhưng nó vẫn còn lại màu trắng. Thế thì cái cây này vườn anh CZ không nhớ được cái tên là gì. Đấy, chỉ nhớ là lúc trồng thì nó nói là cây hồng bạch. Có pha màu, màu hồng, cây bạch. Đấy, gọi là cây trắng. Đấy. Thế thì khi nào đó mà có sưu tầm được lại tên thì sẽ chia sẻ các bạn câu chuyện này sau. Về tên của cây hoa hồng này. Đấy, hôm nay mời các bạn thăm cây hoa hồng này để các bạn cùng cảm nhận với vườn của anh CZ. À, cái cách mà chúng ta chăm sóc một cây hoa hồng để đạt một cây hoa hồng nó to, nhiều hoa nhiều nụ như này. Và cây này vườn anh CZ trồng ở dòng suối Đá Cạn ở khu phía trước nhà và đã được 4-5 năm. Đấy, năm trước các bạn đã thăm cây hoa lúc to nhất và lúc cải tạo gốc. Các bạn xem lại trong cái danh sách phát về cách trồng và chăm sóc bảo vệ những cây hoa hồng thì các bạn cũng phát hiện ra cây hồng này của mùa thu năm ngoái nha. Và bây giờ sẽ đến lúc phải nói lời chia tay các bạn rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến với kênh Vườn Hùng Anh. Trong mỗi câu chuyện thì có những câu chuyện có nhiều phần hữu ích, có những câu chuyện có ít phần hữu ích thì cũng mong được các bạn ủng hộ, động viên góp ý với kênh Vườn Anh. Kính chúc các bạn nhiều sức khỏe, kính chúc các bạn nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Bye bye.